chào mừng các bạn đã đến với bản tin về xe. Kia Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản mới của dòng SUV đô thị Kia Seltos 2024. Đây là phiên bản nâng cấp giữa dòng đời của Kia Seltos, được thay đổi kiểu dáng, bổ sung trang bị lẫn công nghệ an toàn. Xe được bán với 4 phiên bản gồm AT, Luxury, Premium và GT Line. Thông tin chi tiết sẽ có trong video ngày hôm nay. Chúng ta cùng bắt đầu ngay bây giờ. Kia Seltos 2024 là mẫu SUV hạng B với 2 hàng ghế và 5 vị trí ngồi. Hàng ghế phía sau có không gian sử dụng được người dùng đánh giá là rộng rãi, cho hành khách có chiều cao trung bình dưới 1m7. So với đời cũ, Seltos 2024 được tăng thêm 50mm chiều dài, đạt mức 4.365mm. Các thông số còn lại về kích thước vẫn được giữ nguyên. Nhìn trực diện, dễ dàng nhận ra Kia Seltos mới với dải đèn định vị thiết kế mới. Cụm lưới tản nhiệt và cặp đèn pha cũng được thay đổi kiểu dáng, tạo cảm giác thể thao hơn. Đuôi xe cũng được làm mới với cụm đèn hậu được nối liền bằng dải đèn LED cắt ngang thân xe. Phần ốp cản phía dưới mở rộng lên phía trên nhiều hơn. Mâm xe 17 inch thiết kế ấn tượng. Điểm thay đổi dễ chú ý nhất bên trong khoang lái là cụm màn hình kép nối liền đồng hồ tốc độ và màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước 10.25 inch. Màn hình trung tâm được nâng cấp lên kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Phanh tay cơ được chuyển sang dạng điện tử, đi kèm là tính năng giữ phanh tự động. Thay đổi này giúp không gian giữa hàng ghế trước gọn gàng và rộng rãi hơn. Lẫy chuyển số thể thao giúp người lái chuyển số dễ dàng và mang lại cảm giác lái thể thao. Ghế chỉnh điện và làm mát hàng ghế trước giúp thông thoáng vùng lưng và mông, mang lại trải nghiệm thư giãn. Kia Seltos là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có kính lái HUD, hiển thị thông tin tốc độ của xe, giúp người lái quan sát thuận tiện và tập trung lái xe, đặc biệt khi di chuyển tốc độ cao. Tuy nhiên, trang bị này chỉ có trên hai phiên bản là Premium và GT Line. Kia Seltos 2024 tại Việt Nam có hai tùy chọn động cơ là động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít và động cơ xăng tăng áp 1.5 lít. Động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít cho công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng trên phút. Mô-men xoắn cực đại là 144 Nm tại 4.500 vòng trên phút, đi kèm là hộp số tự động vô cấp CVT. Động cơ xăng tăng áp 1.5 lít mạnh 158 mã lực tại 5.500 vòng trên phút. Mô-men xoắn cực đại là 253 Nm tại dải vòng tua 1.500 đến 3.500 vòng trên phút, đi kèm là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT. Khối động cơ tăng áp 1.5 lít chỉ có trên phiên bản cao cấp nhất là GT Line. Để tăng thêm sức ép trước nhiều đối thủ, Kia Seltos 2024 được bổ sung thêm gói ADAS với các tính năng như cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, đèn pha tự động, điều khiển hành trình thích ứng Stop and Go, tự động điều chỉnh và duy trì tốc độ, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, đảm bảo phương tiện di chuyển theo đúng quỹ đạo làn đường và bên trong làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi lùi, cảnh báo tránh va chạm điểm mù. Kia Seltos 2024 được bán với 4 phiên bản là bản AT có giá là 599 triệu đồng, bản Luxury có giá là 679 triệu đồng, bản Premium có giá là 739 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất GT Line vẫn chưa được công bố giá bán. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy để lại bình luận của các bạn về mẫu xe này. Đừng quên ấn like và subscribe kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.